Mark One số 1 về Mark. Xin kính chào quý bạn và các vị, mình là Tùng. Như các bạn đã biết, trên thị trường hiện nay, những dòng sản phẩm của Apple đưa vào giá rất cao và MacBook cũng vậy. Đối với những dòng sản phẩm MacBook mới thì dòng sản phẩm có giá rẻ nhất đó là MacBook Air cũng có giá từ 20 triệu đồng trở lên. Chính vì vậy, rất nhiều khách hàng đã tin cậy và tìm đến cho mình những dòng sản phẩm MacBook cũ có giá rẻ hơn rất là nhiều so với sản phẩm mới. Mà MacBook thì luôn mang trong mình một vẻ đẹp rất là hiện đại trong thiết kế và không bị lỗi thời theo thời gian. Tuy nhiên, khi chọn mua những dòng sản phẩm cũ thì khách hàng luôn mang trong mình những lo lắng về hiệu năng cũng như là cách kiểm tra dòng sản phẩm. Chính vì vậy, trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và những lưu ý cần biết để có thể lựa chọn mua một chiếc MacBook cũ. Trước khi đến với những bước chọn mua MacBook cũ thì mình có một số lưu ý nhỏ đối với các bạn. Vòng đời của MacBook khoảng 8 năm, sau khoảng thời gian này, các linh kiện trong MacBook có thể hoạt động không còn hoàn hảo và sẽ thiếu sự ổn định như chai pin, chết card và chết RAM. Chính vì vậy, các sản phẩm MacBook đời quá sâu, từ năm 2010 đổ về trước thì các bạn có lẽ không nên mua. Để kiểm tra đời chiếc Mac của bạn, các bạn chỉ cần click vào trái táo chọn About This Mac. Ở đó, đời Mac của các bạn sẽ được hiển thị. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những bước kiểm tra một chiếc MacBook cũ. Điều đầu tiên, bạn sẽ phải kiểm tra về ngoại hình xem những chiếc MacBook của bạn có bị cấn móp và có vết xước hay không. Nếu chiếc MacBook của bạn có nhiều vết cấn móp thì chứng tỏ đã bị rơi hoặc va chạm. Dĩ nhiên, có 1 đến 2 vết móp sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng bên trong máy, nhưng nó sẽ quyết định về hình thức của máy sẽ đẹp hay xấu, đẹp 99% hay 96,69%. Điều này sẽ ảnh hưởng tới giá bán của sản phẩm. Tiếp theo đó là màn hình, một trong những thứ đắt nhất của MacBook. Các bạn cần kiểm tra xem màn hình có điểm chết hay không, có bị bong chống lóa hay không. Các kiểm tra cũng hết sức đơn giản. Với lỗi chống lóa thì các bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn điểm chết thì các bạn có thể bật những bức ảnh với giải màu đơn sắc. Nếu trên những bức ảnh đó không hiển thị những điểm màu lạ thì màn hình của bạn là ok. Ngoài ra, khi tắt máy, các bạn cần soi kỹ xem bên trong màn hình của máy có bụi hay không. Nếu có bụi thì màn hình của máy không phải là màn hình zin, và những máy có bụi phía trong màn hình thì các bạn không nên mua. Điều thứ ba, bạn nên nhờ nhân viên bán hàng tháo máy để kiểm tra linh kiện xem linh kiện có bị dính nước hoặc bị thay thế không. Nếu máy từng bị dính nước thì nó sẽ thường bị mốc xanh, mốc trắng ở trong phần main, cũng như máy mà sửa chữa thì thường sẽ có các phần hàn. Máy mà bị sửa main thì thường hoạt động thiếu ổn định. Chính vì vậy, khi mua MacBook, bạn cần kiểm tra thật là kỹ và nên lựa chọn những cửa hàng thật là uy tín. Tiếp theo, các bạn cần kiểm tra về pin, kiểm tra xem máy đã sạc bao nhiêu lần cũng như dung lượng pin còn lại so với lúc ban đầu. Các bạn có thể xem số lần sạc của Mac bằng cách chọn vào biểu tượng trái táo. Trong tab Overview, các bạn chọn vào phần System Report, sau đó chọn vào phần Power để xem số lần sạc của máy. Ngoài ra, các bạn có thể cài đặt phần mềm Coconut Battery để xem dung lượng pin còn lại của máy. Nếu pin bị chai, bạn hãy yêu cầu chỗ bán thay pin cho bạn. 5. Kiểm tra về loa ngoài xem có bị rè hay không. Để kiểm tra, các bạn chỉ cần bật một bài nhạc mà mình yêu thích, mắc âm lượng, các bạn sẽ phát hiện ra được điều này. Thứ 6. Về bàn phím, thường sẽ bị bong sau một thời gian sử dụng, nhưng việc thay một mặt bàn phím cũng hết sức đơn giản. Chính vì vậy, các bạn cũng không cần quan tâm. Việc quan trọng cần phải kiểm tra đối với bàn phím đó là xem có phím nào bị lệch không. Chúng ta cần phải kiểm tra xem chất khoát của máy có hoạt động mượt mà hay không. Và cuối cùng, các bạn đừng quên kiểm tra camera cũng như các cổng kết nối của máy. Nếu các bạn không thể thực hiện được các bước test thì đừng quên ghé qua Mark One số 113 Hoàng Cầu để được hướng dẫn kiểm tra một cách cụ thể và chi tiết nhất nhé. Như vậy, mình đã chia sẻ xong cho các bạn những lưu ý cần thiết để có thể giúp ích cho mình trong việc lựa chọn mua một chiếc MacBook cũ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau, và đừng quên nhớ like và subscribe kênh của chúng mình nhé.